Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin Covid-19 trên kênh FBC Bản tin chiều ngày 10 tháng 7 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây Hai tỉnh ghi nhận ca dương tính sau 5 lần xét nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành điều tra dịch tễ 84 trường hợp dương tính chưa rõ nguồn lây Hai tỉnh An Giang, Sóc Trăng quyết định áp dụng giãn cách xã hội tại một số địa phương Việt Nam tiếp nhận thêm 2 triệu liều vaccine Moderna. Trên thế giới, số ca mắc mới tại Malaysia cao chưa từng có. Trong khi đó, Nga ghi nhận số ca mắc theo ngày cao kỷ lục. Bản tin 12 giờ ngày 10 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết Việt Nam đã có thêm 792 ca mắc Covid-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nhiều nhất với 600 ca. Cụ thể các ca mắc mới như sau: 2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Trà Vinh, 26 ca ghi nhận tại Vĩnh Long, 1 ca ghi nhận tại Ninh Thuận, 1 ca ghi nhận tại Bình Định, 2 ca ghi nhận tại Cà Mau, 1 ca ghi nhận tại tỉnh Thái Bình, 7 ca ghi nhận tại tỉnh Sóc Trăng, 7 ca ghi nhận tại tỉnh Kiên Giang, 50 ca ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp. 2 ca ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh, 1 ca ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh, 7 ca ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên, 2 ca ghi nhận tại tỉnh Bạc Liêu, 1 ca ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa, 1 ca ghi nhận tại tỉnh Hà Nam, 75 ca ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang, 600 ca ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, tính đến 12 giờ ngày 10 tháng 7, Việt Nam có tổng cộng 27.400 ca mắc COVID-19. Số ca được điều trị khỏi là 8.984 ca và 110 ca tử vong. Thưa quý vị, CDC tỉnh Hà Tĩnh vừa cho biết trên địa bàn đã có thêm một ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân này sinh năm 1959, trú tại thôn Đông Hà, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà là F1 và đã được cách ly trước đó. Trước đó bệnh nhân này đã phải trải qua 4 lần xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính, đến lần xét nghiệm thứ 5 thì dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, bệnh nhân đã được đưa đến trung tâm y tế huyện Kỳ Anh để cách ly và điều trị. Đồng thời lực lượng chức năng cũng tiến hành khoanh vùng, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần để phòng chống dịch vừa qua tỉnh đắk lắc đã tiến hành phong tỏa tạm thời bến xe liên tỉnh đắk lắc và lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 300 người do có liên quan đến ca nhiễm là tài xế xe tải chở hàng về từ thành phố hồ chí minh. Cơ quan chức năng cho biết ca nhiễm là bệnh nhân 26.004, tài xế xe tải chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh thành phố Buôn Ma Thuột. Vào ngày 8 tháng 7, bệnh nhân này chạy xe tải chở hàng từ bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Buôn Ma Thuột. Ngày 9 tháng 7 khi lưu thông đến đoạn huyện Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông thì tài xế này được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi tiếp nhận thông tin, CDC đắk lắc đã tiến hành truy vết và phát hiện xe tải này từng ghé bỏ hàng tại một căn nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh và có ra vào bến xe liên tỉnh. Vì vậy, CDC đắk lắc đã tiến hành phong tỏa tạm thời các địa điểm tài xế này ghé qua để phun khử khuẩn, đồng thời triển khai xét nghiệm gần 300 người đang có mặt tại bến xe và những người tiếp xúc gần ca bệnh. Ngay sau khi có thông báo thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên toàn địa bàn, nhiều người dân đã quyết định rời thành phố để trở về quê. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành miền Tây, miền Trung đã đưa ra quy định cách ly 21 ngày với người về từ vùng dịch bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng vừa ra thông báo yêu cầu các tỉnh, thành phố cách ly tại nhà 7 ngày với người trở về từ thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, người dân phải có 3 lần xét nghiệm SARS-CoV-2 trong một tuần cách ly. Tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở một số tỉnh thành khi phát hiện có người về từ các vùng dịch hoặc thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ tại chốt kiểm tra sẽ ngay lập tức yêu cầu những trường hợp khai báo y tế và lấy mẫu test nhanh kháng nguyên sát COVID-2, sau đó mới tiến hành các bước tiếp theo. Mới đây Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, từ 18 giờ ngày 9 tháng 7 đến 6 giờ ngày 10 tháng 7, thành phố đã ghi nhận thêm 520 bệnh nhân COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Trong số này có 84 ca đang điều tra dịch tễ và ngành chức năng của thành phố cũng đang hoàn tất hồ sơ chi tiết của các trường hợp này. Ngoài ra, có 436 ca là các trường hợp tiếp xúc được truy vết đã cách ly hoặc ở trong khu vực phong tỏa. Được biết, trong 15 ngày cách ly xã hội, thành phố sẽ tiến hành hoạt động xét nghiệm SARS-CoV-2 để cơ bản tầm soát và tách hết F0 ra khỏi cộng đồng, xây dựng vùng an toàn, tiến tới việc loại bỏ vùng có nguy cơ cao. Trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch COVID-19, hai tỉnh An Giang và Sóc Trăng đã quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội tại một số địa phương. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã quyết định áp dụng chỉ thị 15 trên toàn thị xã Vĩnh Châu trong 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 10 tháng 7. Được biết, xã này có 2 ca mắc COVID-19 được Bộ Y tế gắn mã số là bệnh nhân 25.505 và bệnh nhân 25.507. Ngoài ra, tỉnh Sóc Trăng cũng quyết định áp dụng chỉ thị 16 đối với 106 hộ ở phường Vĩnh Phước và xã Vĩnh Hải. Còn tại tỉnh An Giang, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú đã quyết định áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16 từ ngày 9 tháng 7 đến khi có thông báo mới tại một số khu vực của xã Bình Chánh, Bình Mỹ và Bình Long. Liên quan tới tình hình vaccine người COVID-19 mới đây, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã thông báo 2 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ trao tặng vừa về đến Việt Nam vào sáng ngày 10 tháng 7. Được biết, số vaccine này được Mỹ tặng cho Việt Nam qua cơ chế COVAX, thể hiện cam kết của Mỹ trong việc giúp đỡ các quốc gia đối tác tại Đông Nam Á đối phó với đại dịch COVID-19. Đây là lô vaccine Moderna đầu tiên của Việt Nam và là lô thứ ba do cơ chế COVAX cung ứng cho nước ta. Trước đó, vào tháng 4 và tháng 5, Việt Nam đã nhận hai lô vaccine AstraZeneca do COVAX cung cấp với khoảng 2,5 triệu liều. Dự kiến trong quý 3, số lượng vaccine về Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cao và cao điểm sẽ là vào quý 4 năm nay. Chuyển sang một số thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới. Tình hình dịch bệnh tại Malaysia lại tiếp tục tồi tệ hơn khi nước này có gần 9.200 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đây là số ca mắc hàng ngày cao nhất mà Malaysia từng ghi nhận được kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát. Theo thống kê, bang Selangor hiện là tâm dịch của cả nước khi chiếm đến 4.400 ca trong tổng số ca mắc mới. Bên cạnh đó, Kuala Lumpur cũng ghi nhận gần 1.300 ca. Một quan chức y tế Malaysia cho biết tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 ở nước này hiện vẫn duy trì ở mức cao, số ca mắc mới dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng trong vài ngày tới. Có thể thấy, mặc dù chính phủ Malaysia đã áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc kể từ ngày 1 tháng 6, nhưng tình hình dịch bệnh tại nước này vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Vào cùng ngày, Bộ Y tế Malaysia cũng thông báo thêm 77 ca tử vong, như vậy tính tới thời điểm này, quốc gia Đông Nam Á này có tổng cộng gần 817.900 ca nhiễm, trong đó có 5.980 ca không qua khỏi. Với những con số này, hiện Malaysia là vùng dịch lớn thứ ba tại Đông Nam Á, sau Indonesia và Philippines. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc KDCA hôm nay cho biết, tình hình dịch bệnh tại nước này tiếp tục có chiều hướng xấu đi. Tính tới thời điểm hiện tại, Hàn Quốc có tổng cộng hơn 165.300 ca COVID-19, tăng gần 1.380 trường hợp so với một ngày trước đó. Đây cũng là ngày thứ ba liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc cao kỷ lục kể từ khi đại dịch bắt đầu. Cho đến nay, dịch bệnh ở Hàn Quốc vẫn khả quan hơn so với nhiều nước phát triển khác về số ca nhiễm và tử vong. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo, số người mắc COVID-19 hàng ngày tại Hàn Quốc có thể tăng gấp đôi vào cuối tháng 7. Với tình hình trên, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định nâng cấp độ các hạn chế phòng chống COVID-19 lên mức cao nhất ở thủ đô Seoul và một số khu vực lân cận trong hai tuần, kể từ thứ Hai ngày 12 tháng 7. Theo đó, người dân được khuyến cáo ở nhà và không nên ra ngoài khi không thực sự cần thiết. Câu lạc bộ đêm, quán bar, trường học bị đóng cửa và các sự kiện đông người cũng bị cấm. Nhà hàng, quán cà phê vẫn được phép hoạt động nhưng phải tuân thủ quy định giãn cách chỗ ngồi và chỉ được phép bán mang về sau 22 giờ. Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận số ca mắc COVID-19 theo ngày cao nhất kể từ đầu năm với gần 25.800 ca. Trong bối cảnh nước này vẫn đang nỗ lực kiểm soát sự gia tăng của các ca bệnh do biến thể Delta gây ra. Bên cạnh đó, Bộ Y tế Nga cũng xác nhận thêm gần 730 ca tử vong do COVID-19. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, số ca mắc và tử vong tại nước này lần lượt là hơn 5.733.200 ca và hơn 141.500 ca. Hiện chính phủ Nga cùng giới chức địa phương vẫn đang nỗ lực đẩy mạnh triển khai chiến dịch tiêm chủng nhằm ngăn chặn đà lây lan của làn sóng bùng phát mới. Theo Bộ trưởng Y tế Nga Michael Mukrasko, đến nay đã có gần 30 triệu người dân nước được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19. Trước sự gia tăng đột biến của các ca nhiễm ở người trẻ thì mới đây, chính phủ Hà Lan cho biết sẽ tái áp đặt một lệnh hạn chế COVID-19 đối với các hộp đêm, lễ hội âm nhạc và những địa điểm ăn uống. Như vậy, theo thông báo mới nhất của chính phủ Hà Lan, quán cà phê, quán bar sẽ được mở cửa đến nửa đêm. Đồng thời, các sự kiện ngoài trời sẽ bị giới hạn tối đa 1.000 người tham dự và không quá 500 khách đối với các cuộc tụ họp trong nhà. Trước đó, vào ngày 26 tháng 6, Hà Lan đã dỡ bỏ hầu hết các biện pháp phòng chống COVID-19 khi các ca mắc mới giảm đáng kể và khoảng 2 phần 3 dân số đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Tuy nhiên, việc các quán bar, câu lạc bộ đêm và nhà hàng mở cửa trở lại đã khiến các trường hợp nhiễm mới tại Hà Lan tăng lên nhanh chóng trong những ngày gần đây. Tổng số ca mắc mới được ghi nhận trong tuần qua là 22.000 ca, nhiều gấp 5 lần so với một tuần trước đó. Trong số đó, khoảng 3 phần 4 trường hợp là những người trẻ và hơn một nửa là các ca nhiễm biến thể Delta. Cuba vừa công bố vaccine ngừa COVID-19 hai mũi tiêm của nước này mang tên Sobana 2 khi được tiêm cùng với liều bổ sung là Sobana Plus sẽ mang lại hiệu quả hơn 91%. Tuyên bố trên được nhà sản xuất đưa ra sau khi thực hiện những thử nghiệm lâm sàng vaccine giai đoạn cuối. Trước đó, vaccine ngừa COVID-19 tên Adala của Cuba cũng được chứng minh đạt hiệu quả hơn 92%. Các vaccine ngừa COVID-19 do Cuba sản xuất theo công nghệ truyền thống nên rẻ, dễ bảo quản và vận chuyển hơn. Hiện Iran, Argentina và Việt Nam đều cho biết là đang quan tâm đến việc sản xuất vaccine cho Cuba. Trong khi đó, Chima và Mexico là một trong những quốc gia bày tỏ muốn mua vaccine của Cuba. Cuba là nước được biết đến có ngành công nghệ sinh học tiến bộ. Với bề dày kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và phát triển vaccine, khoảng 80% số lượng vaccine được sử dụng trong nước ở Cuba là do nước này tự sản xuất những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bản tin khác trên các nền tảng của fbc